chào quý vị khán giả đã đến với bản tin chào buổi sáng của Báo Nghệ An. Hai ngày cuối tuần qua, trên địa bàn tỉnh diễn ra nhiều sự kiện, hoạt động đáng chú ý trên các lĩnh vực. Đảng ủy khối doanh nghiệp Nghệ An vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Hồng Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Hồng Vinh đánh giá cao những đổi mới, sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy khối doanh nghiệp và các tổ chức Đảng cơ sở. Trên cơ sở đó, cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng đồng hành cùng doanh nghiệp, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các doanh nghiệp. Ban tổ chức Tỉnh ủy vừa tổ chức kiểm tra sát hạch đợt 1 đối với cán bộ công chức cơ quan. Đồng chí Hồ Phúc Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Chủ tịch Hội đồng kiểm tra sát hạch. Kỳ thi bao gồm 2 nội dung. Trong phần thi thứ nhất, các công chức bốc thăm đề thi gồm 25 câu được máy tính trộn ngẫu nhiên, tổ hợp từ ngân hàng đề thi được xây dựng từ 2.000 tình huống. Nội dung bài thi trắc nghiệm kiến thức chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị, xã hội, nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng. Trong phần thi thứ hai, công chức được yêu cầu viết đề cương và bảo vệ đề cương đề án, chương trình, kế hoạch phù hợp với vị trí việc làm. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 30 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân, sáng 22 tháng 12, Đảng ủy, Ban biên tập, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Báo Nghệ An đã đến chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 324. Thay mặt lãnh đạo, cán bộ, phóng viên và nhân viên Báo Nghệ An, đồng chí Ngô Đức Kiên, Phó Tổng biên tập, gửi lời chúc mừng tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 324, sức khỏe dồi dào, luôn đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Cuối tuần qua, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã bắt giữ, khởi tố nhiều đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Thông tin được dư luận đặc biệt quan tâm. 10.000 viên ma túy tổng hợp là tang vật mà cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An thu giữ trong một chuyên án vừa được xác lập. Theo đó, vào hồi 19h30 ngày 21 tháng 12 năm 2019, tại khu vực rừng núi thuộc xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, Ban chuyên án phối hợp với Công an huyện Tương Dương và đồn biên phòng Nậm Càn bắt quả tang đối tượng Mùa Bá Sành, sinh năm 1998, trú ở xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Sành hiện đang là sinh viên một trường đại học tại thành phố Vinh. Sành là khâu kết nối giữa người bán ở Lào và người mua ma túy ở Việt Nam. Khi đã có đầu mối, Sành cũng là người trực tiếp nhận hàng từ các đối tượng bên kia biên giới để mang về Việt Nam đi tiêu thụ. Hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Công an huyện Quỳ Hợp vừa ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Trung Hiếu, sinh năm 1991 và Lô Văn Kỳ, sinh năm 1992 về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đây là các đối tượng thủ đoạn liều lĩnh. Trong quá trình bắt giữ, đối tượng Lê Trung Hiếu đã cầm lựu đạn đe dọa tự sát, chống trả rất quyết liệt. Tuy vậy, do chủ động trong quá trình trấn áp nên việc bắt giữ diễn ra an toàn. Hai đối tượng Hiếu và Kỳ đã bị công an khống chế kịp thời. Khám xét nhanh chóng chiếc xe ô tô do Hiếu điều khiển, lực lượng công an thu giữ 1.000 viên ma túy tổng hợp, 6 gói ma túy tổng hợp trọng lượng 150 g. Rạng sáng ngày 21 tháng 12, tổ công tác của Công an huyện Con Cuông đã bắt quả tang đối tượng Lô Thị Chiên, sinh năm 1967, đang vận chuyển trái phép chất ma túy tại bản Minh Phương, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương để đưa đi tiêu thụ. Tang vật thu giữ được gồm hơn 800 viên ma túy tổng hợp, 30 g ma túy đá và hơn 30 g heroin. Được biết, đối tượng Chiên đã có một tiền án về ma túy, bị phạt tù 7 năm. Thông tin pháp luật vừa rồi đã khép lại bản tin chào buổi sáng của Báo Nghệ An. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.